Cầu kè xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày mới thành công trong dịp ra giờ. Thì hôm nay cầu kè cũng có sẵn có một chiếc cái bếp ga mini này, nó cũng bị lâu rồi, nó bị nghẹt ga, nó lửa nó không cháy nha cả nhà. Thì hôm nay cầu kè sẽ thông cái chia sẻ cho nhà cách thông cái bếp ga mini nha cả nhà. Rồi cầu kè sẽ bắt đầu vô làm cả nhà. Thì trước tiên thì cái nhà tháo mấy cái ốc này ra, nhà tháo này ra, trong nhà bắn hai con này nha. Hai con này nè, đứng hai con này ra, trong cái nhà lọc lửa ở phía sau này, cũng có hai con bự nữa, hai con bự. Đây bụi bặm nó như thế này cả nhà, lâu ngày cái nó bụi bặm nha cả nhà, bụi bặm nè. Rồi trước tiên cả nhà thông coi miếng nó bị nghẹt chỗ nào, lâu ngày quá thì bếp ga nó sẽ ga bụi cặn vô trong cái bình ga mini á, nó sẽ nghẹt cái bét này cả nhà. Nhà sẽ mở này, cái thông hai này trước nha cả nhà. Nghẹt rút lên, miễn nó nghẹt cái nào thì cái cách thông này cả nhà dễ lắm cả nhà. Nhà dùng cái chai mini nè, cái ga, nhà xịt xịt nó, xịt coi coi nó có ga có nghẹt không. Nhà để vô đây, nhà để vô nè, tính ra cái này là bị nghẹt đây cả nhà, bét này bị nghẹt đây nè, lâu ngày bị nghẹt đây nè. Nó đã bị nghẹt rồi cả nhà, này đã bị nghẹt rồi nè, nè thông rồi cả nhà, nó thật kìa, nó xong rồi, nó có bụi bặm gì trong này nó ra nghe cả nhà, xì xe xe rồi. Chị ok cả nhà, một cái nè xong, trong nhà kiểm tra trong cái này nè, cái chỗ cái nút này nè, coi coi coi, coi nó có bị bụi bặm gì không. Có bụi bặm gì không? Không có. Nhà cũng lấy cái bếp ga này, bình ga này, nhà đè vô thì xin đó. Dẫn này ra, trong này nó sẽ có kim nha cả nhà,
Rồi cái nhà lấy cái kìm á, cái kìm cái nhà dặn này ra, mở này ra coi, kiểm tra nó coi nó có bị nghẹt đâu không. Lâu ngày nó cái này đè tới rồi lui nó bị ấy ra cái nhà. Vậy nhà đặt lại nguyên cũ này là thông này cái nhà, thông nhà dặn lại. Nhà để vô nhà dẫn lại cái xong rồi cái nhà gắn cái này vô rồi, dẫn lại. Lâu ngày nó cứ đóng nha. Lâu ngày nó đóng ten trong này nè. Đóng ở chỗ này nè, cái ống này nè nha. Ten ten nó nè. Mà chiếm nó ra nè. Thấy không nha. Nó dùng ra cái nó ra ten của nó nè. Rồi bây giờ gắn lại. Giờ xiết lại ốc mấy lại nha. Ống này nó sẽ ấy được nha. Xong vậy là xong cái nha, nó quá đơn giản. Rồi con kéo sẽ gáp vô cái nha. Được nè, tiếp tục dẫn hai ốc này vô, hai ốc này vô đây nè. Thank you.
việc bắt nó về đây. Chắc đây giống như thế này để vô. Rồi bây giờ mình thử cho cả nhà. Quá ok nha. Đó, hết bị thông. Ok luôn cả nhà. Đó. Ok nha. Quá là hay luôn. Rồi, nếu mà video này có hữu ích thì cả nhà cho cô Kè xin một lượt đăng ký và một lượt like để vô giúp cô Kè ra nhiều động lực ra những video hay hữu ích cho cả nhà nha. Ok, xin tạm biệt cả nhà. Bye bye cả nhà.